Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bếp nhà tôm sẽ giới thiệu các bạn là cách làm vỏ bánh gối nhá, mà không dần dùng đến bột nở. Nguyên liệu ở đây mình dùng có bột mì 115g, bột gạo 58g, bột sư tử 2g, bột nghệ 1g, một ít muối 4g, đường, dầu ăn 3g và nước ấm 80g. Bây giờ chúng mình cùng vào bếp và tiến hành làm nhé. Trước tiên ta sẽ hòa bột nghệ và nước với nhau. Để đến khi mà chúng ta làm bột ý, thì là sẽ được đều màu các bạn nhé. Tiếp đến ta trộn các nguyên liệu khô với nhau. Bột mì, bột gạo. Mình sử dụng hai loại bột này là để làm cho cái vỏ bánh gối của mình ấy sẽ giòn và không bị dai nhá. Bột sư tử. Mình cho bột sư tử vào đây là để có tác dụng là cho bột nó thơm và màu nó đẹp nhá. Đường và một chút muối. Mình sẽ trộn đều lên. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây dầu ăn nhé. Và với cái nước nghệ mà mình vừa mới hòa lúc nãy thì chúng ta sẽ cho vào từ từ thôi các bạn nhé. Bởi vì là khi mà bột mì cũ với bột mì mới thì nó sẽ có độ thấm hút nước khác nhau ấy. Nên là mình cứ cho từ từ vào. Nếu như bột mì của các bạn là bột mì cũ thì mình có thể là tăng thêm lượng nước, hoặc nếu là bột mì mới thì chúng ta lại giảm đi lượng nước. Sau đó ta sẽ dùng tay nhé, mình trộn xem là bột có quyện vào nhau, khô hay là ướt nè. Với bột như này mình sẽ cho nốt chỗ nước còn lại. Sau đó mình sẽ trộn cho tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau và trộn thật dẻo nhé các bạn nhé. Như với lượng bột của mình như này, đây là bột mì, chắc chắn là cái bột mì sẽ đã là bao bột mì để cũ rồi, nên ta hãy cho thêm từ từ ít nước vào. Đấy là bột của chúng ta trộn đạt được độ dẻo chúng ta mong muốn nhé. Các bạn nhớ là khi mà châm thêm này chúng ta cứ cho từ từ thôi nhé, tránh bị nhão. Đấy, các bạn dùng cái phần thịt ở cái chỗ tay mình và ở chỗ ngón cái này nhá, để miết bột như này này. Đấy. Khi mà khối bột của chúng ta đã dẻo như này rồi ấy, bây giờ chúng ta tiến hành bọc màng bọc thực phẩm vào và để nghỉ 30 phút rồi mới mang đi cán nhé các bạn nhé. Bột sau khi đã nghỉ được 30 phút, bây giờ chúng ta tiến hành đi cán bột nhé. Ta sẽ cắt bột, chia bột ra. Còn chỗ bột đấy chưa làm đến thì ta lại phủ màng bọc thực phẩm vào, không ngờ bột nó khô các bạn nhé. Ta sẽ nặn tròn viên bột lại như này. Rắc xuống đây một lớp bột áo nhé, lớp bột mì chúng ta cán. Tạo xoa lên đây một ít bột cho không bị dính ấy. Rồi ta cán. Các bạn muốn ăn bột bánh mà nó dày một chút thì các bạn cán dày nhé. Còn các bạn muốn ăn bột mỏng thì các bạn cán mỏng ra. Đây mình cán được rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành là tạo hình bánh nhá. Mình dùng cái vỏ hộp này. Mình dùng cái nắp hộp này mình ấn xuống.
tiếp tục. Hoặc mình có thể dùng như này, dùng cái khuôn này thôi, ta dùng dao. Là nó cũng sẽ tách rời ra. Mình sẽ nhấc chỗ bột này ra để cho nó nghỉ và chúng ta lại cán tiếp nhé. Đấy, bạn thấy không? Bỏ bánh gối. Chúng ta cứ làm tương tự cho đến khi hết nguyên liệu nhé. Sau khi cán xong hết rồi thì chúng ta sẽ ngăn cách các lớp bánh với nhau bằng bột áo nhé. Mình cho lên đây ít bột áo này. Cho lên này. Để cho nó không bị dính vào nhau các bạn ạ. Để bảo quản thì mình có thể cho vào trong bát có nắp đậy như thế này. Và đậy nắp lại thì sau đấy là chúng ta để tủ đá. Khi nào mà cần làm thì chúng ta dã đá và mang ra. Còn nếu như mà các bạn không để tủ đá mà làm luôn thì mình để ngăn mát thì mình cũng giữ được 3 đến 4 ngày. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn làm xong vỏ bánh gối. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy chia sẻ công thức của mình cho bạn bè và người thân để cùng làm bánh gối các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh theo dõi để mình có động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.